Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chợ hoa Vạn Phúc, Hà Đông. Tôi sẽ ghi hình cho quý vị xem một số những cây bonsai và cây hoa và những trao đổi mua bán của những vị khách. Lưới này cái lưới này tăng tiền mét đấy hả chú? Cái la này bán bao tiền đấy? 130.000 một mét. Lưới gì mà 130.000? Lưới 300 một bó. Lưới Thái ạ. Đây, đây cái dề này, cả dề của nó là cây nghệ đây để cái con đẹp. Cái này là bao nhiêu đây? Tôi lấy 100 nhá. 50.000 với tẩy lắm. Cái đây nè, 100.000 một cân. Một dề nó đẻ ra cây nghệ này. 50.000 đây nè. Không bán 50.000 đâu. Đấy, bán cho em. Bán 50.000 cho bán. Cái đấy nó đẻ mà chị. Hơi 80. Không. Đây chậu xi măng hả chị? Đúng rồi. Cái này chị bán bao tiền chứ? 120. Mà đông giá thì tôi mua. Chị bán bao nhiêu cái đấy? 200. 200 nghìn. Không rồi không? 200. Trăm rưỡi cây cho sao? Chốt giá xong 150. Bán cho 150. Bán cho 150. Vâng, ông lấy không? Cái ổ tàu kia chị bán bao nhiêu? Anh đang lấy 250 rồi. 250 à? Bán cho ông không lấy thì lấy. Bán cho ông không lấy thì lấy. Cốc đẹp quá anh. Cho bán cho ông đấy, ông có lấy thì lấy. Cái này bị lỗi cành bởi vì là cái ổ nó lớn rất nhanh. Khi mà buộc dây ấy, anh nhìn này. Buộc dây mà không tháo ra ngay ấy, để lâu quá nó sẽ bị thắt. Bây giờ gỡ ra cũng khó. 250. Đây là cái này nữa không ơi? Nó 2 điều lưới à? 2 triệu rưỡi. Cái này 2 triệu rưỡi hơi đắt. Một trái. Trên cảnh tuy thế thì ít khi có trái. Cái này cũng bị thấp này. Đây cho về chậu nhỏ. Cần thang rất nhiều, cần thang mới đi. Ôi bà chủ báo giá mấy cái tùng một chút nhỉ? Những đôi tùng này bán thế nào nhỉ? 1,2 triệu ạ. 1,2 triệu cái này.
Những cây trong giá bao nhiêu? Đâu? Cái này, cây này 800. Cây trong kia? Đấy. Cây đá lên triệu 2. Cây trồng trên đá cũng triệu 2. Nhìn đây này anh ạ. Cái này còn nhẹ thật. Cái nhìn nó còn điệu tí. Để lào lớn. Dòng tùng như thế nó sống trường tồn chậm lớn nhưng mà nó tuổi thọ nó cao, vài trăm năm. Tùng này tùng nhặt đó ta. San san tâm trá. Triệu 2. Rồi, anh mua ra đây rồi. Mua rồi đây này. Hả? Đây có một cây đè rất đẹp. Một cây nguyệt quế dáng rất điệu. Đây là một tác phẩm chắc. Thank you.
một cây túc. Vâng, ở đây tôi nhìn thấy một cây xanh quê rất đẹp. Một cây xanh có cái phần da đã chuyển sang màu tím, rất già. Thân bẹ đã bết vào nhau. Tay cảnh độ lắc uốn dẻo rất đẹp. Anh bán cây à? Vâng. Anh cây này anh bán bao nhiêu? Cây chảo phúc kiếm. Cây phúc kiếm. 2 triệu. 2 triệu à? Cây đẹp quá anh ạ. Cây này 5 thân, 1 gốc. Cây chảo phúc kiếm. Quế mấy này, cái cây đè ngoài này anh bán bao nhiêu nhỉ? Nguyệt quế này anh bán thế nào? 10 triệu cái này à? Còn cây đè này 2 triệu rưỡi. Vâng, chủ vườn báo giá cây đè này 2 triệu rưỡi. Và cây nguyệt quế cây 10 triệu. Thank you.
Phong, tôi xin dừng video clip tại đây để chuyển sang một video mới. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.